Hello, xin chào tất cả mọi người, và em là Long đến từ showroom Tukey Auto, có địa chỉ tại số 18 phố Hoàng Quán Chi, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Như mọi người đã nhìn thấy thì ngay hôm vừa rồi thôi, clip gần đây nhất thì lượng xe nhà em đã phun kín nhà rồi. Nhưng hôm nay đây thì cũng được rất nhiều anh chị em ủng hộ và em đã có những giao dịch và lượng xe cũng đã vãn đi khá nhiều. Nhưng mà lượng xe bên em vẫn về rất nhiều anh em nhé. Và hôm nay thì clip này em xin phép là sẽ cập nhật và giới thiệu nhanh cho anh em về những chiếc xe mà đơn vị vừa về xong. Thì như hiện tại bây giờ thì mọi người đang nhìn thấy thì vào những cái thị trường cuối năm thì đơn vị em sẽ tập trung lại vào những cái dòng xe cơ bản chính nhất là từ trên 300 có xe cho đến trên dưới 1 tỷ mọi người nhé. Thì đầu tiên ở phía ngoài cùng này thì em đang có một chiếc VinFast Fadin mọi người nhé, bản Bay. Chiếc này của em sản xuất là 2021, màu xám. Và hiện tại bây giờ thì như chiếc này của em đây thì đang trong khuôn tài chính hơn 300, em nghĩ rằng là lựa chọn rất là hay luôn đấy mọi người ạ. Còn ở phía dưới này nữa thì em đang còn đó là một chiếc Mazda CX-5 mọi người nhé. Ở chiếc này của em là phiên bản máy 2.0 bản all new, sản xuất là 2015. Đó, mới lăn bánh được có hơn 70.000 cây thôi. Và em này hiện tại bây giờ trong khuôn tài chính thì chỉ có dưới 500 thôi. Đấy, em nghĩ là tầm tài chính 400 mấy đã có xe CX-5 chạy rồi thì đang là một lựa chọn rất là hay luôn đấy ạ. Còn bên dưới này thì em đang có một chiếc Mazda CX-5 bản Deluxe mọi người nhé, sản xuất là 2023 form mới, màu trắng, lăn bánh được có hơn 10.000 cây thôi. Đấy, em này thì trong khuôn tài chính là hơn 700. Đó. Rồi, và chúng ta cùng nhau đi sang bên này với em nhé. Bên này thì em Long sẽ có nhiều xe hơn. Và ở khu vực dưới này thì em Long đang tập trung vào những dòng xe gầm cao mọi người ạ. Như ở bên này thì em đang có một đôi luôn nhé mọi người nhé. Một đôi này của em là Mazda CX-30 bản máy 2.0 bản premium mọi người nhé. Hai chiếc này của em thì đều là phiên bản sản xuất là 2022, màu trắng. Đó, và đang trong khuôn tài chính 700 mọi người nhé. Đấy, rất là hợp lý. Hiện tại bây giờ thì CX-30 mọi người biết là ngày xưa phiên bản mẫu nhập khẩu này tầm tài chính 900 mấy gần 1 tỷ cơ. Nhưng bây giờ tài chính chỉ có đầu 7 thôi mọi người nhá. Đó. Rồi, còn bên này đây thì em có một đôi nữa. Đôi này của em là đôi Hyundai Creta bản máy 1.5 đặc biệt, sản xuất là 2022 và 2023. 22 thì là màu trắng, còn 23 là màu đen mọi người nhá. Thì hai chiếc này của em đây thì hiện tại bây giờ thì với khuôn tài chính khoảng tầm nhô 6, khoảng tầm 603 thì em nghĩ rằng là một lựa chọn khá hợp lý. Anh em để cân đối qua 600 đến 630 mọi người nhé. Đó. Rồi, còn bên dưới này đây thì em đang còn một vài sản phẩm bầm cao nữa, cũng là dòng sản phẩm chủ đạo thôi. Thì ở như bên dưới này thì em đang có một đôi Mazda CX-5 mọi người nhé. Hai chiếc này của em thì trong đó có một chiếc là màu xanh Kawasaki, nó là bản 2.5 hai cầu mọi người nhé, bản AVKD ấy, sản xuất là 2018. Còn bên này thì em có một chiếc là màu trắng. Chiếc này của em thì nó là phiên bản 2.0 nhưng mà là phiên bản form mới 2017, form 2018. Thì hai chiếc này của em đây thì đang trong khuôn tài chính 600 thôi anh em nhé. Chiếc này khoảng tầm là 601, còn chiếc này khoảng tầm là trên dưới 650 mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn như em là bản 2.5, bản hai cầu, bản full các cái nhất luôn đấy mọi người ạ. Có bên này đây thì em có một chiếc Vios nữa. Dàn dưới này của em thì đang là những mẫu xe sedan và những mẫu xe tầm trung hạng A, hạng B thôi. Thì như đầu trong này của em thì em đang có đó là một chiếc Toyota Vios bản 1.5G, xe sản xuất là 2019, màu đỏ mọi người nhé. Em mới lăn bánh được hơn 60.000 cây và đang trong khuôn tài chính là dưới 450 thôi mọi người ạ. Đó. Rồi, còn trong khuôn tài chính 400 thì anh em nào mà đang cân giữa một chiếc xe mới tinh trong hãng thì gửi cân đối qua chiếc này của em nhé. Thì em đang có chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan, sản xuất là 2024 luôn, mới chỉ lăn bánh được có mấy ngàn cây thôi, mới lắm mọi người nhá. Thực ra em này thì nếu mà để so sánh một chiếc xe mới thì nó không khác gì luôn mọi người ạ. Em này tự tin mọi người luôn là chất lượng xe chỉ khác mỗi xe mới là xe đã đăng ký rồi thôi. Đấy, và tổng thành xe đang trong khuôn tài chính 400, em nghĩ rằng lựa chọn cân đối qua so một chiếc xe mới tiết kiệm một khoản khá khá đấy mọi người ạ. Còn ở bên này đây thì em có một chiếc Toyota Vios nữa bản 1.5 MT mọi người nhá. MT số sàn bản đủ, sản xuất là 2023, mới chỉ là bánh được có 8.000 cây thôi. Em này thì là một trong những mẫu xe số sàn rất là hiếm hoi trên Hà Nội, và anh em nào đang cân đối giữa một chiếc xe mới hoặc là anh em nào đang cần tìm trong khuôn tài chính 400 để có một chiếc xe chạy dịch vụ hoặc đi gia đình thì cũng rất hợp lý đó mọi người ạ. Đó. Rồi, còn bên này đây thì em đang có một chiếc Vios nữa bản 1.5G, sản xuất là 2021, màu xám bạc mọi người nhé. Thì với chiếc Vios G221 màu xám bạc này của em đây thì đang trong cái khuôn tài chính khoảng tầm là trên dưới 470 thôi mọi người nhé. Đó. Còn ở bên này đây thì em có một chiếc Mazda 2 bản 1.5 AT số tự động, sản xuất là 2017, màu vàng đồng nhá. Chiếc này của em thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 370 thôi mọi người ạ. Đó. Rồi, còn bên này đây thì em đang có một chiếc
Viết nữa, bản 1.5G sản xuất là 2022, màu vàng đồng mọi người nhé. Em này thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 488 triệu thôi. Em nghĩ rằng đang lựa chọn cực kỳ hợp lý. Mà đây là form mới đó mọi người nhé. Đó. Rồi, còn ở phía dưới này đây thì em đang còn một vài dòng sản phẩm khác nữa. Như là phía trong này thì em đang còn hai chiếc hạng B đó mọi người nhé. Có một chiếc Mazda 2 bản 0.5 AT số tự động, sản xuất là 2018, màu trắng, đã bán được 68 ngàn cây. Thì đời 2018 này của em đây thì khuôn tài chính nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 390 mọi người nhé. Đó, còn phía trong này em có một chiếc chiếc Honda City RS sản xuất là 2023. Em này của em thì nó là phiên bản đã có gói Honda Sensing, đã có radar rồi mọi người nhé. Thì với chiếc này của em đây thì hiện tại bây giờ thì tài chính của xe đang trong khuôn khoảng tầm là 545 triệu đó mọi người nhé. Mà mới là lăn bánh được có vài ngàn cây thôi. Em này lăn bánh được có 7 ngàn cây thôi mọi người nhé. Mới lắm. Còn bên này đây thì em đang có nguyên một dãy toàn là những mẫu xe sedan hạng D thôi. Có cả Lắc A này, có cả Mazda 6 nhá. Mazda 6 thì bên này em đang có một chiếc bản máy 2.0 bản là Premium tùy chọn cấp, sản xuất là 2022. Em này của em thì nó là màu đỏ mọi người nhá. 2022 màu đỏ và khuôn tài chính nó khoảng tầm là 750 triệu quay đầu thôi anh em ạ. Quay đầu thôi. Còn bên này thì em có một chiếc Mazda 6 nữa, bản 2.0 bản Premium tùy chọn cấp, sản xuất là 221. Em này thì là màu đen và 221 thì tài chính nó sẽ mềm hơn. Nhưng màu đen này thì em đang mong muốn trong khuôn khoảng tầm là 710 triệu thôi. Đấy, 710 triệu. Em nghĩ rằng lựa chọn rất hay. Về cấu hình thì hai xe như nhau, chỉ khác nhau là chiếc này đời thấp hơn một xíu thôi. Đó. Còn bên này đây thì em có một chiếc Mazda 6 bản 2.0 bản Premium tùy chọn cấp, sản xuất là 2022, màu xanh Kansai mọi người nhé. Em này thì màu xanh Kansai thì tài chính nó sẽ rơi vào khoảng tầm là cũng 750 quay đầu thôi. Còn nếu như mà anh em nào mà đang khuôn tài chính cực kỳ thấp mà vẫn muốn đi xe hạng D đời cao thì em nghĩ rằng khó thể bỏ qua được những dòng xe thuộc thương hiệu VinFast này. Thì em đang có đó là một chiếc VinFast Lắc A bản B sản xuất là 2020, màu đen mọi người nhé, mà man lăn bánh được có 60.000 cây thôi. Thì với dòng Lắc A này của em đây thì màu đen em đang mong muốn trong khuôn tài chính khoảng tầm là 560 đó mọi người nhé. Còn phía trong này thì em có một chiếc Lắc A bản 2.0 bản Premium cao cấp, sản xuất là 2019, màu trắng. Và em này của em hiện tại bây giờ thì khuôn tài chính nó sẽ rơi vào khoảng tầm là trên dưới 600 mọi người nhá. Trên dưới 600 thôi. Đấy, đời 2019 màu trắng cực đẹp. Lắc A bây giờ thì em nghĩ rằng đang là một trong những mẫu xe hạng D giá tốt nhất thị trường mọi người ạ. Còn với hàng dưới này của em thì đang là những mẫu xe sedan ở hạng C tầm trung mọi người nhá. Thì như ở phía trong này thì em đang có một chiếc Honda Civic mọi người nhé, bản 1.5G, xe sản xuất là 2019, màu trắng. Thì với bản 1.5G 2019 màu trắng này của em đây thì tài chính của xe sẽ rơi vào khuôn khoảng tầm là 585 triệu thôi mọi người nhé, chỉ có 585 triệu thôi. Còn bên trong này thì em có một chiếc Hyundai Elantra bản máy 2.0 GLS sản xuất là 2019, màu trắng. Em này thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 500 thôi mọi người nhé. Đấy, trên dưới 500 thôi, rất hợp lý rồi mọi người ạ. Còn bên này thì em có một chiếc Civic giá cực êm nữa, đó là chiếc Civic bản 1.5e số tự động. Cái xin lỗi, bản 0.8e số tự động. Xe sản xuất là 2019. Đó. Mà 2019 màu trắng và em này làm đánh được 59.000 cây và khuôn tài chính bây giờ thì đang trong khuôn khoảng tầm là ở trên dưới 530 triệu rồi. Quá ngon, giá quá tốt mọi người ạ. Còn bên này thì em có một chiếc Civic nữa bản 1.8G sản xuất là 2020. Đó, 2020 đời sẽ cao hơn chiếc kia một xíu. Và đang trong khuôn tài chính em này khoảng tầm 600 mọi người nhé, khoảng tầm 600 thôi. Còn ở bên trong này thì em có một chiếc Cerato bản máy 2.0 bản Premium sản xuất là 2020, màu đỏ, xin lỗi, màu đen mọi người nhé. Em này của em thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm trên 500 một chút xíu đó mọi người ạ. Và đây là bản đủ đó mọi người nhé. Còn quay trở lại những mẫu xe thuộc thương hiệu Kia thì em đang còn thêm một chiếc K3 form mới nữa. Chiếc K3 form mới này của em thì là màu trắng mọi người nhé. Để em xem chiếc này là bản gì đây, bởi vì xe này vừa về xong. À đây rồi, chiếc này của em là bản máy 0.6 bản Premium sản xuất là 2022. Đó, lăn bánh được có 50.000 cây thôi. Và khuôn tài chính của xe thì đang trong khuôn khoảng tầm là 575 triệu đó mọi người nhé. Bản 0.6 Premium mọi người ạ. Còn bên trong này thì em có một chiếc Toyota Vios. À xin lỗi, Toyota Corolla Atis bản máy 1.8G sản xuất là 2021, màu trắng mọi người nhé. Thì với chiếc Atis G này của em thì lăn bánh được hơn 40.000 cây và khuôn tài chính của xe thì em đang mong muốn trong khuôn khoảng tầm 628 triệu mọi người nhé. Đó.
Rồi còn ở phía dưới này đây thì em đang còn thêm một chiếc Mazda 3 nữa. Chiếc này của em thì nó là bản chấm 5 Luxury mọi người nhé. Xe sản xuất là 2020, màu trắng. Và em này hiện tại bây giờ thì đang trong khuôn tài chính cũng khá là dễ chịu, khoảng tầm 560 triệu đâu mọi người nhé, 560 triệu chiếc này thôi. Đó. Rồi còn bên này thì em có một chiếc Kia Cerato nữa, bản máy 2.0 Premium, sản xuất là 2019, màu trắng mọi người nhé. Em này thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 500 quay thôi, 500 quay đầu thôi. Đấy. Còn bên này thì em có một chiếc Mazda 3 nữa, bản 1.5, bản Luxury, sản xuất là 2022, màu đỏ pha lê cực đẹp. Em này thì khuôn tài chính khoảng tầm là 590 thôi. Đấy, Mazda 3 2022 bây giờ tài chính dưới 600 mọi người nhé. Còn bên này đây thì em có một chiếc K3 nữa, chiếc này thì vừa về. Chiếc K3 này của em thì nó là phiên bản máy, để em xem nào, đây rồi. Đợt này về nhiều xe lắm mọi người nhé. Đây là màu đỏ, màu đỏ bản máy 2.0 mọi người ạ. Đúng rồi, 2.0 bản Premium, sản xuất là 2022, màu đỏ, lăn bánh được hai mươi mấy ngàn cây thôi. Và khuôn tài chính bây giờ thì em đang mong muốn trong khuôn khoảng tầm trên dưới 600 đâu mọi người nhé. Đó. Rồi còn bên này đây thì em có một chiếc Mazda 3 bản 1.5, bản Premium, sản xuất là 20, chiếc này của em là sản xuất là 2020. Đó, màu đỏ và khuôn tài chính em đang mong muốn khoảng tầm là 585 triệu đâu mọi người nhé. Và đi hẳn bản full rồi. Anh em nào khuôn tài chính dưới 600 mà thích bản full của Mazda 3 thì cần hộ chiếc này của em nhé. Còn bên trong này đây thì em có một chiếc Hyundai Elantra nữa. Chiếc này của em thì mới lăn bánh được có 800 cây thôi. Nó mới không khác gì một chiếc xe hãng đâu mọi người nhé. Elantra bản chấm 6 đặc biệt, sản xuất là 2024, màu đen, ở trong còn xe còn nguyên siêu ni lông dưới bóng luôn mọi người nhé. Và em này hiện tại bây giờ thì với khuôn tài chính em đang mong muốn đâu đó khoảng tầm trên 600 một xíu thôi. Và cụ thể nó khoảng tầm là 630 triệu đó mọi người nhé. 630 triệu trước này em nghĩ rằng cực kỳ tốt giá rồi mọi người ạ. Còn bên này đây thì em có một chiếc Kia Cerato nữa. Chiếc này của em thì đẹp, xe nó đợt này xe về nhiều quá. Đây rồi, chiếc này của em thì nó là bản 2.0 2019. Đó, 2019 thì khuôn tài chính khoảng tầm là trên dưới 500 mọi người nhé. Còn bên trong này thì em có một chiếc Kia K3 bản máy 2.0 bản Premium, sản xuất là 2023, màu trắng mọi người nhé. Đó, màu trắng này của em ấy đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là hơn 600 một xíu xíu thôi. Đấy. Rồi, và quay trở lại những chiếc xe gầm cao thì nguyên hai dàn dưới này của em đang là hai dàn xe gầm cao mọi người nhé. Thì bên ngoài cùng này thì em có một chiếc Honda CR-V bản máy 1.5 L-Turbo, sản xuất là 2018, lăn bánh được 49.000 cây, màu đỏ mận mọi người nhé. Và em này hiện tại bây giờ thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 788 triệu thôi, 785, 88 triệu đâu mọi người nhé. Đó. Rồi còn bên này em có một chiếc Honda CR-V nữa, bản 1.5L, bản Sensing, sản xuất là 2021, màu đen. Và em này thì đang trong khuôn tài chính 900 mọi người nhé, nhấp nhô 900 thôi. Còn bên này thì em có một chiếc CR-V-L nữa. Chiếc này của em thì cũng là bản Sensing, màu xanh đá mọi người nhé. Xe sản xuất là 2020. Và chiếc này của em đây thì hiện tại bây giờ thì đang trong cái khuôn tài chính khoảng tầm là 880 triệu thôi mọi người nhé. Đó. Rồi bên này thì em có một chiếc Mazda CX-5 phong cũ nữa, bản máy 2.5, bản Philip, sản xuất là 2016. Chiếc này của em thì là thuộc những cái phiên bản đầu tiên của phiên bản đã có phanh tay điện tử ấy mọi người. Và xe đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 555 triệu đó mọi người nhé. Còn bên trong này thì em có một chiếc CX-5 nữa. Chiếc này của em là bản 2.0, bản Luxury, sản xuất là 2022, màu xám mọi người nhé. Và em này thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 740 mấy triệu thôi. Đúng rồi, có 700, cụ thể nhé, đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 748 triệu. Đó, rất hợp lý về giá mọi người ạ. Còn bên này đây thì em có một chiếc nữa, đó là chiếc CX-5 bản máy 2.5, bản AT số tự động, sản xuất là 2018, màu đỏ mọi người nhé. Và em này thì của em đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 645 triệu thôi, 645 triệu mọi người ạ. Và bên trong này thì em có một chiếc Hyundai Santa Fe bản tiêu chuẩn mọi người nhé. Để em xem chiếc này là đời bao nhiêu đây. À đây rồi. Bản máy xăng tiêu chuẩn, sản xuất là 2021 mọi người nhé. Đó, 2021, màu trắng. Và đang trong cái khuôn tài chính khoảng tầm trên 900, một chút xíu thôi mọi người nhé. Trên 900 thôi. Đại khái là về tầm tài chính bây giờ thì nếu anh em nào mà đang cân đối giữa một chiếc Tucson
thì có thể cân đối qua chiếc Santa Fe tiêu chuẩn của em, thì đang trong khuôn tài chính khá dễ chịu mọi người ạ. Đó. Rồi comment dưới này đây, thì em có một chiếc Everest mọi người nhá. Chiếc Everest này của em thì vừa về. Chiếc này của em là Everest bản Titanium. Đó, sản xuất là 20 để em xem nào được bao nhiêu đây. À đây rồi. Chiếc này của em là sản xuất tận 2022 luôn. Màu trắng lăn bánh được 28.000 cây và đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là trên dưới 1 tỷ 2 mọi người nhá. Đó. Rồi còn ở bên này thì em có một chiếc CRV màu trắng. Chiếc CRV này của em thì nó là phiên bản Sensing, sản xuất là 2022 mọi người nhé. Đó, đúng rồi, 2022 và đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là 900 rưỡi. Đó, trên dưới 900 rưỡi thôi. Còn ở bên này thì em có một chiếc VinFast Lux SA bản Premium, sản xuất là 2020 màu trắng. Em này đang trong khuôn tài chính 800. Em nghĩ rằng bây giờ Lux SA là một trong chiếc xe đang khuôn tài chính cực kỳ tốt luôn. Nếu anh em nào mà đang cần tìm mẫu xe 7 chỗ đi gia đình. Đấy thì đây là một trong mức xe có mức giá rẻ cực kỳ luôn mọi người nhé. Còn quay trở lại những mẫu xe quen thuộc khác, như là em có một chiếc xe Santa Fe bản máy xăng cao cấp, sản xuất là 2021 màu đỏ mọi người nhé. Em này của em thì nó là phiên bản đầu năm nên là sẽ không có gói radar nên là giá sẽ êm hơn rất nhiều. Nhưng chiếc này của em thì đang trong khuôn tài chính khoảng tầm là trên dưới 960 rồi. Đó. Rồi còn bên này đây thì em có một chiếc Santa Fe nữa. Chiếc này của em thì nó là màu đen mọi người nhé. Chiếc này của em thì Santa Fe màu đen bản dầu. Đấy, bản dầu cao cấp, sản xuất là 2022. Lăn bánh được hơn 30.000 cây. Và tài chính của xe thì em đang mong muốn trong khoảng tầm 1 tỷ 180 triệu mọi người nhé. Đó. Rồi còn bên này thì em có một chiếc Ford Everest bản Titanium một cầu, sản xuất là 2020 màu trắng. Đấy, em này được cái là thế hệ phong cũ này, tài chính sẽ êm hơn rất nhiều. Thì như chiếc Ford Everest này của em đây được 20 thì khuôn tài chính của xe sẽ rơi vào khuôn khoảng tầm là 885 triệu thôi mọi người nhá. 885 triệu thôi. Còn bên này đây thì em có một chiếc Ford Ranger bán tải giá cực tốt luôn. Một chiếc bán tải số sàn nhá, sản xuất là 2019, mới chỉ lăn bánh được có 59.000 cây thôi và tài chính của xe đang trong khuôn em đang mong muốn nhá, khoảng tầm là 470 triệu trên dưới đó. Và vừa rồi là một cập nhật nhanh qua về những chiếc xe mà em đang có tại đây. Thì như mọi người nhìn thấy thì lượng xe vẫn đang về rất nhiều, nên là anh chị nào mà đang quan tâm đến mẫu xe nào nhé, đừng ngần ngại nhấc máy lên mà gọi riêng cho em Long qua số hotline trên màn hình ạ. Chào mọi người.